Những phát ngôn gây ồn ào của sư thầy Thích Chân Quang, người được Angela Phương Trinh nhất mực sùng bái. Liên quan đến một số phát ngôn về luật nhân quả của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, mới đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang. Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm việc tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hôm 19 tháng 4. Giải đáp vấn đề này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, buổi làm việc ngày 19 tháng 4 trên để kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội không đúng với tôn chỉ. Chúng tôi xác nhận Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì ngôi chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, giáo hội cũng đang tập hợp thông tin, sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Văn phòng Trung ương Giáo hội sẵn sàng tiếp nhận các phản ánh bằng văn bản chính thức liên quan vấn đề này. Tới đây, giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên không gian mạng xã hội. Thời gian qua, nhiều cá nhân và trang mạng xã hội đã có những tranh cãi liên quan tới một số nội dung thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang Bà Rịa Vũng Tàu. Theo trang Phật giáo, đa số các tranh luận hướng tới những lý giải về nhân quả mà Thượng tọa Thích Chân Quang đã giảng trong nhiều chủ đề ở nhiều đạo tràng thính pháp khác nhau. Đó có thể là tuyên bố về quả xấu của hát karaoke, tuổi trẻ đi du lịch hay nằm võng. Thượng tọa Thích Chân Quang cũng khẳng định không được thờ Phật khi ở chung cư, cùng nhiều nội dung gây ra phản ứng trái chiều. Chẳng hạn Thượng tọa Thích Chân Quang nói, cái võng là nơi tiêu diệt hết công đức của chúng sinh, rồi thầy lý giải, do lúc nằm võng nhất là nằm gần đường, tất cả mọi người đi qua trên đường trong ngày đó bị mình đạp bàn chân vô mặt hết, nên bao nhiêu phước mình đổ xuống sông sạch hết là vì vậy. Kể về việc ma đói mà còn không nói được, Thượng tọa Thích Chân Quang giải thích, đó là do lúc sống đã dùng giọng nói chửi bậy, phỉ báng kinh điển và hát karaoke, cho nên ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ chết làm ma câm, Thượng tọa Thích Chân Quang khẳng định. Thượng tọa Thích Chân Quang trú xứ tại chùa Phật Quang, hay còn gọi là Thiền Tôn Phật Quang, thuộc núi Dinh, thôn Chu Hải, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Thích Chân Quang là một giảng sư nổi tiếng đã xuất bản hơn 2.000 đề tài thuyết giảng bằng CD, VCD, DVD có phụ đề nhiều ngôn ngữ, cùng những đầu sách luận về nhân quả, nghiệp và kết quả, tâm lý đạo đức, giáo trình thiền học, vân vân. Tuy nhiên, Thượng tọa Thích Chân Quang cũng tạo ra nhiều tranh cãi từ trước đến nay do có nhiều nội dung thuyết giảng trái chiều. Ban tôn giáo đề nghị thẩm tra phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo báo Giác Ngộ, liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn, việc làm và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban tôn giáo Chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo việc này. Ban tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra, ra soát, xác minh những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang bị dư luận phản ánh. Bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ xác nhận, nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng điệp quy y tam bảo của Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm. Giữa tháng 5 năm 2024, liên quan đến những phát ngôn của Thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Hoằng pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Trả lời báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì chùa Phật Quang thuộc quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Chân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Tới đây giáo hội tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của tăng ni, nhất là trên mạng xã hội. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, cũng liên quan tới các phản ánh về thuyết giảng phản cảm, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo về biện pháp xử lý với Đại Đức Thích Nhuận Đức, Tổ đình Hộ Pháp xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có các phát ngôn và thuyết giảng làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã nghiêm cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức, biệt chúng sám hối tại Tổ đình Hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời phải sám hối Chư Tăng và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban pháp chế, Ban kiểm soát và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với Đại Đức Thích Nhuận Đức trong một năm. Sau một năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo về đạo hạnh, việc hành trì oai nghi, giới luật của Đại Đức Thích Nhuận Đức. Angela Phương Trinh khẳng định chưa bao giờ gặp gỡ riêng tư với thầy Thích Chân Quang.
Liên quan đến những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội, tài khoản Angela Phương Trinh thừa nhận đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc của mình. Đồng thời, người này gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn khiến người xem không vui và xảy ra những ý kiến trái chiều. Tài khoản Angela Phương Trinh bày tỏ sẽ xóa các bài viết để tránh gây ra những ý kiến trái chiều. Trinh còn nhiều kém dở và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và mong cả nhà yêu thương thông cảm cho Trinh. Cô cũng cho biết, đối với Trinh và hàng nghìn đệ tử khác, thầy là một vị tu sĩ đáng kính, đã mang suối nguồn đạo lý quý giá của Đức Phật truyền dạy cho đệ tử của mình. Từ khi được học đạo lý, Trinh như được sinh ra một lần nữa. Trinh bắt đầu có ý thức sống tích cực, sống yêu thương, sống cống hiến, sống phụng sự cộng đồng, cố gắng góp một phần nhỏ bé cho xã hội, cho đất nước. Trinh chưa bao giờ được gặp riêng thầy và cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng, chỉ có hai thầy trò với thầy bao giờ. Vào những ngày đại lễ hay những buổi thuyết pháp của thầy, Trinh có về tham dự, nghe giảng và được gặp thầy cùng với rất nhiều huynh đệ thân yêu. Trinh cũng chỉ về chùa dự đại lễ rồi lại về nhà riêng của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Trinh cũng như bao Phật tử khác khi đến chùa là trang nghiêm, theo thời khóa và phụng sự công quả, chuẩn bị cho các buổi lễ. Chưa ai được gặp riêng thầy bao giờ cả, vì xung quanh thầy lúc nào cũng có quý thầy thị giả. Đó là quy tắc trong đạo tu sĩ không được tiếp khách một mình. Do đó, việc Trinh có tiếp cận gần hay những tin đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật. Rất mong cơ quan chức năng xác minh những hành vi bôi nhọ xúc phạm danh dự trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc và gia đình Trinh. Cũng trong bài viết này, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình thời gian qua, đồng thời chia sẻ, Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ Trinh, cả những lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại bài viết trên fanpage của Angela Phương Trinh hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, đã nhận hơn 5.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, tài khoản này hạn chế phần bình luận cho dòng trạng thái. Dù vậy, nhiều cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ bài viết trên các diễn đàn chuyên trang bàn luận chuyện showbiz. Lời giải thích của tài khoản Angela Phương Trinh không thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình cho rằng dù là trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi nhưng lại không cẩn trọng khi chia sẻ thông tin. Vậy nên việc lộng ngôn trên mạng xã hội cần bị xử lý thích đáng để làm gương. Một tài khoản bình luận tung hoành ngang dọc cho đã rồi xin lỗi, kịch bản này tôi lạ gì với mấy người nữa. Người xem khác nêu quan điểm, thích gì làm đấy, gây chuyện xong là xin lỗi, thế thì loạn. Một khán giả bày tỏ, phát ngôn linh tinh xong giờ đi xin lỗi, tôi không đồng ý đấy thì làm sao nào. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương. Nhiều người còn đề nghị các nhãn hàng dừng hợp tác như một cách cảnh cáo đối với những trường hợp người nổi tiếng phát ngôn gây bức xúc trong dư luận. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô này, một cư dân mạng viết. Trước đó, tài khoản Angela Phương Trinh sở hữu hơn 2,2 triệu lượt xem, liên tục đăng tải những bài viết khiến dân mạng bất bình. Các dòng trạng thái được viết với thái độ mỉa mai gay gắt, với một số cá nhân tổ chức gọi những quan điểm đi ngược với mình là truyền thông bẩn hay giặc, khiến khán giả phẫn nộ. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ trao đổi với Sở Thông tin Truyền thông về trường hợp này trên góc độ chuyên môn văn hóa.